Hôm nay tôi đến đây là cần tìm thuê một người bạn gái. À, thuê bạn gái hả? Ừ. Trời, nhìn anh bảnh trai vậy, đẹp trai quá trời, chắc cũng nhặt khá giả đúng không? Sao lại ế? Trời ơi, thanh niên mà tuổi này mà để ế. Cảm ơn. Thuận, đưa cho chị của anh Bum. Dạ, đây là một số hình ảnh của các cô gái. Dạ, anh cứ gì xem qua, rồi có gì cho em xin ý kiến. Ok. À, anh, cái cô đó đó, giỏi lắm nha. Cô có tới ba cái bằng đại học, rồi biết nhiều ngoại ngữ nữa, giỏi lắm. Anh mà chọn cô đó đảm bảo là hợp với anh dữ lắm luôn Cứ á. để tôi coi. Dạ, đó đó đó, còn cô đó nữa. Trời ơi, nói thiệt với anh á, anh mà gặp cô đó ở ngoài là thích cô đó liền. Người gì đâu á mà nết na dịu dàng dễ thương á. Dạ, thôi anh cứ tự nhiên. Đó đó đó, đó cứ... Dạ thôi, anh cứ tự nhiên thoải mái ha. Cảm ơn sự nhiệt tình của cô. Tôi thấy cô này được nè. Dạ đúng rồi, anh á thì có mắt nhìn nè. Cái cô này nha, anh nhìn thấy cô cá tính ghê không? Ở ngoài á, cô còn đẹp hơn ở trong hình như vậy nữa. Mà còn là một người giỏi ơi là giỏi luôn. Đảm bảo với anh là khi anh gặp cô đó là anh sẽ thích liền. Tôi á là tôi sợ những cô gái trẻ trẻ tôi tin lắm. Tôi thích những người chững chạc như vậy thì dễ hợp tác với nhau hơn. Vậy là cô này chắc chắn sẽ làm hài lòng anh. Đây, giờ mời anh ghi một số điều kiện mà anh cần cô ấy đáp ứng á, thì anh cứ ghi vô đây. Ok, xong rồi. Anh có chắc chắn là muốn đưa ra những yêu cầu này chứ? Thì đúng rồi, tôi liệt kê ra cho cô đó. Cô yên tâm đi. Nếu như mà người này hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, tôi sẽ đưa thêm tiền. Được chưa? Nếu như vậy á, thì anh sẽ phải trả thêm cho cô ấy 500 ngàn một ngày nữa. Nếu như anh đồng ý, tôi và anh có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Rồi, được rồi, tôi đồng ý. 500 ngàn cho một ngày nữa đúng không? Được. Vậy lúc nào thì anh có thể gặp được cô ấy? Không cần đâu. Bây giờ hàng hóa thì cũng phải có xuất xứ, bao bì, nhãn mác có đúng không? Gặp mặt là được rồi. Thì theo như những yêu cầu của anh á, thì cô gái này phải thật là thông minh và lắm chiêu trò đúng không? Tất nhiên rồi. Được rồi, ok. Vậy thì anh cho tôi xin chụp anh một tấm hình để cho cô ấy dễ nhận dạng. Ok. Dạ, anh đang làm gì vậy? Chụp hình. Trời ơi, cái này chụp hình là để hai người nhìn nhau để có cảm tình chứ đâu có chụp hình thẻ đâu anh. Anh có việc ngồi ở đây với một cái tư thế nào đó mà anh thấy thoải mái nhất. Rồi. Dạ. Anh thấy thoải mái chưa? Tôi đang rất thoải mái. Dạ, rồi tôi chụp nha. Ok. Anh giãn giãn cái mặt anh ra, anh phải cười lên. Vậy khi một người phụ nữ người ta thấy á, thì người ta mới cảm giác là người đàn ông đó có thể như thế nào đó cho mình thoải mái. Chứ sao anh vậy, giống Rồi như rồi rồi. là anh đang đi đòi nợ tôi Xin lỗi. á. Rồi, tươi lên nha. Cười lên. Rồi đó, vậy dễ thương không? Đó. Rồi, xong rồi đó. Cảm ơn anh. Vậy thì bây giờ tôi với anh sẽ tiến hành ký hợp đồng. Rồi khi nào mà anh gặp cô ấy á, thì cứ việc liên lạc với tôi nha. Ok. Đây là hai bản hợp đồng. Anh sẽ ký hai bản, anh giữ một bản và bên công ty sẽ giữ một bản. Dạ, mời anh xem qua rồi ký nha. Xong. Dạ.
Dạ đây là bản của anh. Ok, rồi vậy đi ha. Dạ rồi. Rồi khi nào cần gặp cô ấy tôi sẽ liên hệ. Dạ rồi, chúc anh gặp cô gái này sẽ giống như sự mong đợi của anh. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Nè, báo cho một tin vui nha. Có người chịu thuê bà rồi đó. Thiệt hả? Ừ, nè, mà bà phải khao tôi một chầu thật là lớn đó nha. Không những thuê bà mà tôi còn lên giá cho bà 500 ngàn một ngày nữa đó. Trời ơi, ai mà sợ quá vậy? Mà nói nghe nè. Thì tôi thấy ông này cái tính ổng cũng kỳ kỳ sao á. Tôi nghĩ ai tìm tới trung tâm của bà thì tính khí cũng kỳ cục hết á. Cái vấn đề là họ chịu trả tiền là ok thôi. Thì đương nhiên phải trả chứ sao không? Đã ký hợp đồng đàng hoàng mà sao không trả được? Vậy là được rồi. Rồi vậy thôi nha, tôi đi làm việc tiếp. Okay. Bye bye. Bye.